Hai con giáp kiếm tiền dễ như chờ bàn tay, một con làm ăn thất bát trong nửa đầu tháng 8 âm lịch. Trong nửa đầu tháng 8 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ bước vào một giai đoạn mà tài lộc ùa về mạnh mẽ. Nhờ sự nhạy bén và khả năng nắm bắt cơ hội, người tuổi Ngọ sẽ kiếm tiền dễ dàng như chờ bàn tay. Đây là thời điểm mà những dự án, công việc đầu tư trước đây của họ bắt đầu sinh lời. Không chỉ thành công trong công việc chính, người tuổi Ngọ còn có thể gặp may mắn từ những nguồn thu phụ như kinh doanh thêm, đầu tư bất động sản hay thậm chí là nhận được những khoản tiền bất ngờ. Nửa đầu tháng 8 âm lịch cũng là thời điểm người tuổi Dậu đạt được nhiều thành công về tài chính. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Với sự kiên trì và kỷ luật, người tuổi Dậu sẽ nhận được những khoản tiền thưởng, lợi nhuận từ công việc kinh doanh hoặc từ những hợp đồng béo bở. Trái ngược với vận may của người tuổi Ngọ và Dậu, nửa đầu tháng 8 âm lịch lại là thời gian đầy thử thách với người tuổi Mão. Công việc kinh doanh của họ gặp phải nhiều khó khăn trục trặc, dẫn đến tình trạng thất bát và thua lỗ. Những kế hoạch mà người tuổi Mão đã lên từ trước có thể không diễn ra như mong đợi, bị trì hoãn hoặc gặp phải những vấn đề bất ngờ khiến họ phải tiêu tốn nhiều tiền bạc để khắc phục.